mình sẽ kiểm tra những cái phức tạp hơn. Ví dụ mình quản lý công ty và mình muốn nhập một cái mã để mình quản lý hàng hóa đi, mã hàng hóa. Ví dụ như là mình có áo thun 001, quần jean 002, áo sơ mi 003, quần tây 004. Như vậy là mã hàng hóa của chúng ta hai ký từ đầu AT, QG, AS, QT. Có quy luật gì không? Có gì? A, hồi nãy mình là gì? BS, BH thì các bạn tách ra. B là cố định. Nó chỉ có thay đổi S, H, K, D, C thôi. Còn bây giờ không có. Đó, còn bây giờ thì không có. Vậy thì ở chỗ này mình sẽ làm gì với cái mã này để mình đặt ra được một bộ quy tắc, đặt được bộ quy tắc này. Như vậy nếu như chúng ta dùng ký từ đầu, bạn có thể đặt quy tắc là ký từ đầu là gì? A, quý, thịt. Ký tự thứ hai T, G, S. Được không? Được không? Xuyệt D, mở ngoặc. Xuyệt D, mở ngoặc 3. Các bạn xem cái bộ quy tắc của thầy được không? Tại sao không? À, thấy. Nếu như các bạn đặt như vậy thì A nó có thể kết hợp với G và không tồn tại cái nào AG cả. Được ha? Cho nên chỗ này chúng ta sẽ sinh ra thêm một bộ quy chuẩn mới, cái cách đặt quy chuẩn để chúng ta đặt quy chuẩn cho cái phần này. Đặt quy chuẩn cho phần này. Ủa thầy nhớ thầy copy vô 4 cái mà. Rồi 4 cái. Như vậy mình sẽ đặt quy chuẩn cho cái pattern này. Pattern hàng hóa. Pattern hàng hóa. Vậy pattern này chúng ta có hai ký tự đầu. Hai ký tự đầu. Thì chúng ta có thể lựa chọn trống hai ký tự đầu. AT. Hoặc thử coi nào. Hoặc nhé. QG. Hoặc AS. Hoặc QT ở phía sau. Xuyệt D, D nhỏ 3, 3 lần. Xuất hiện 3 lần. Xuyệt, xuyệt. Bây giờ mình thử cái pattern hàng hóa này thử xem. Pattern hàng hóa. Rồi chúng ta sẽ test thử cái pattern hàng hóa. Mình nhập vô AT001. Chưa được. Ha, ý tưởng là vậy nhưng chưa được. Vậy mình sẽ làm sao? Các bạn nhìn ở trong này. Người ta sẽ sử dụng dấu hoặc thì phải kèm theo dấu mở
đóng, được chưa? Dấu mở đóng của ngoặc tròn. Như vậy chỗ này chúng ta thử đổi lại ở đây, đổi lại ở đây, ngoặc tròn, ngoặc tròn hoặc chạy lại. AT001. Tại sao? Thêm cái này vô. AT001. Tại sao sai nữa rồi? AT001. Nối lại. Hoặc mình chắc chắn là kiểm tra bát tình hàng hóa đúng không? Được chưa? Như vậy thì ở chỗ này khi mà chúng ta đặt quy tắc và hoặc thì chúng ta dùng dấu tròn này. Và cái này AT là bắt buộc có, hoặc là QC bắt buộc có, hoặc là AS hoặc là QT, thì chúng ta sẽ đưa nó vào dấu ngoặc tròn để thể hiện. Như vậy thì thầy cố tình làm qua những trường hợp sai để các bạn thấy là mình cần phải dùng dấu ngoặc tròn để mình định nghĩa chỉ có hai ký tự đầu tiên thôi theo chuẩn QA QC. AT, QC, AS, QT. Ví dụ như chỗ này mình để là AZ thử coi. AZ001 không có. Nhưng mà AS001 có. Bởi vì ký từ đầu AS có. QS có không? QS001 không có. QZ 001 có. Được chưa? Như vậy các bạn đã xong cái bộ quy chuẩn mà chúng ta dùng kết hợp dấu này là dấu hoặc. Dấu hoặc trong cái phép so sánh của chúng ta là hai dấu hoặc á. Còn đây mình dùng một dấu.